Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Jerome. Virgil van Dijk, bức tường lửa của Liverpool. Virgil van Dijk năm nay 28 tuổi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Ballon d'Or năm nay trước cả Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Tài năng của ngôi sao người Hà Lan góp công lớn giúp Liverpool có hàng thủ vững chắc nhất Premier League mùa trước. Van Dijk thật sự toàn diện và đã vươn lên đẳng cấp thế giới sau khi đến Anfield từ Southampton vào tháng 1 năm 2018 với giá 75 triệu bảng. Anh vẫn được mọi người tung hô là trung vệ số 1 thế giới. Và bây giờ, cùng chiêm ngưỡng tài năng của bản hợp đồng đắt ra miếng của Liverpool nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt! Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Fuck. Oh. Virgil van Dijk năm nay 28 tuổi là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Ballon d'Or năm nay trước cả Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Tài năng của ngôi sao Hà Lan góp công lớn giúp Liverpool có hàng thủ vững chắc nhất Premier League mùa trước. Van Dijk thực sự toàn diện, đã vươn lên đẳng cấp thế giới sau khi đến Anfield từ Southampton vào tháng 1 năm 2018 với giá là 75 triệu bảng. Anh vẫn được mọi người tung hô là trung vệ số 1 thế giới và bây giờ hãy cùng chiêm ngưỡng lại tài năng của bản hợp đồng đắt sắc ra miếng của Liverpool nhé. Có vẻ như chiều cao 1m93 của Van Dijk là một lợi thế của anh ấy. Khi mà các cầu thủ của Napoli đang bình thản dẫn bóng thì chỉ cần Van Dijk xuất hiện thôi, trông các anh áo xanh nhà mình lại chật vật thấy tội. Đương nhiên là bóng rơi vào tay của Van Dijk rồi. Tung cú sút xa đẹp mắt, bóng được truyền tới Mohamed Salah. Chấp được thời cơ, Salah sút bóng thẳng vào lưới đối phương. Dù đáng tiếc, bóng hơi bỏng nên không ghi bàn được. Nhưng màn phối hợp mãn nhãn vừa rồi đã xuất phát từ Van Dijk. Nhìn like cho chàng trung vệ số 4 đúng không nào? Không chỉ xuất sắc trong khâu phòng ngự, Van Dijk còn cho thấy giá trị của mình trên mặt trận tấn công. Phút 70 của trận đấu này, Van Dijk với tình huống bật cao hơn trung vệ Mats Hummels của Bayern. Anh đã đánh đầu dũng mãnh, không cho Neuer bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Wow! Cú đánh đầu ghi bàn quá mực thuộc về Van Dijk. Tiếp tục là một cú đánh đầu khác đến từ Van Dijk, nhưng chỉ chờ trượt bóng bay tới, lợi thế chiều cao ngất ngưỡng của mình, Van Dijk tung cú đánh đầu dứt điểm vào lưới đối phương trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Những pha cản phá, dẫn bóng, ghi bàn từ Van Dijk luôn toát lên một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Nhưng quan trọng không kém là cái thần thái mà anh đã thể hiện khi ra sân. Rất tự tin, tự tại, ngông nghênh và đầy vẻ thong dong. Thông dong cũng có thể là từ phù hợp nhất để mô tả về phong cách chơi bóng của Van Dijk. Bóng đá đỉnh cao bây giờ tràn ngập những trung vệ có kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng chuyền bóng tốt và lối chơi thông minh, nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ thông dong như Van Dijk thì không có mấy người. Vớ được cơ hội, Van Dijk uyển chuyển phá bóng từ phía cầu thủ Arsenal tung đường chuyền dứt khoát cho đồng đội. Có vẻ như là chiều cao là một lợi thế cho Van Dijk, nhưng đôi chân dài của anh cũng là một vũ khí đáng sợ cho các cầu thủ khác khi chạm trán cùng anh hậu vệ cao khều này. Bởi với đôi chân điệu nghệ đó, hầu như Van Dijk thầu hết mọi đường bóng hướng tới khung thành thủ môn, với các pha cắt bóng, phá bóng hay những pha tranh chấp để ấn tượng. Van Dijk đã có một pha bật nhảy thật cao cùng cú đánh đầu dứt điểm làm thủng lưới nhà Watford. Wow, xem lại pha ghi bàn này mà tôi vẫn còn hết hồn vì cú đánh đầu thần sầu của Van Dijk, thì cầu thủ Watford lúc đó chắc phải choáng ngợp lắm đây. Van Dijk luôn cố gắng cắt bóng hơn là phải đua sức với đối thủ. Dù khi cần đua thì anh cũng chẳng thua kém ai. Là bậc thầy về ra quyết định, Van Dijk luôn đánh hơi rất tốt mối nguy hiểm. Và dù bị đẩy vào những tình huống 1 đánh 2, anh vẫn luôn có cách vừa bị thương sút vừa chiều khoảng trống để chạy về kèm người còn lại. Những pha cắt bóng tiếp theo là minh chứng rõ mồn một cho lối chơi của Van Dijk.
Một trong những điều khiến Van Dijk đặc biệt hơn các đồng đội đó là khả năng chuyền bóng xa. Nhìn vào clip, Van Dijk có khoảng cách chuyền bóng xa hơn rất nhiều các đồng đội. Nhưng có một điều đặc biệt hơn là trước khi thực hiện sút xa, Van Dijk luôn căng nhắm chính xác phải chuyền cho đồng đội nào để bóng được nhận bởi đúng người, đúng mục đích. Tiếp tục là pha lập công của Van Dijk, nhận cú sút của đồng đội, Van Dijk vội vàng tung cú xoẹt từ phía cánh phải khung thành để bóng lùi sâu hơn vào lưới, góp vui vào pha này. Roberto chạy tới, đẩy bóng trực diện và ghi bàn cho Liverpool. Luôn là Van Dijk, ở những tình huống nguy hiểm nhất, chàng trung vệ người Hà Lan kịp thời khuỵu gối, cắt bóng từ cầu thủ của Watford, một pha cắt bóng quá nguy hiểm từ Van Dijk. Nhìn vào vóc dáng to cao của Van Dijk, chớ vội đánh giá thấp anh. To xác thường khờ khạo là một quan điểm hết sức sai lầm, cũng giống như quan điểm trung vệ thì phải biết soạt bóng, bởi Van Dijk sở hữu khả năng cắt bóng cực tốt, hỗ trợ đồng đội kiến tạo đẹp mắt. Dẫu cho Premier League là sân chơi của tốc độ và thể lực, nhưng nhờ tư duy vượt trội, trung vệ này luôn nhanh hơn đối thủ một nhịp, qua đó dễ dàng giải quyết tình huống một cách nhẹ nhàng thay vì sử dụng những động tác bất khả kháng như tắc, xoạc, trồi, hút hay xô đẩy. Thống kê đã chỉ rõ điều này, tính đến thời điểm của Premier League năm 2018-2019, Van Dijk trung bình mỗi trận chỉ tung ra vỏn vẹn một cú tắc bóng, tức trận nào nhận tắc bóng 2 lần thì trận sau nhịn. Trong khi đó, các cầu thủ phòng ngự trung bình mỗi trận thực hiện từ 2 đến 2,5 cú tắc bóng. Tiếp tục là một cú đánh đầu dứt điểm của Van Dijk, lần này chiều cao của anh lại được áp dụng. Có vẻ như tầm nhìn thoáng hơn các cầu thủ khác nên trung vệ Hà Lan tiếp quả phạt góc dễ dàng hơn và đương nhiên là cú đánh đầu này làm thủng lưới Napoli rồi. Ở tuổi 28, Van Dijk có một cái đầu già dặn và một đôi chân trẻ trung. Sự tập trung của anh khiến anh rất ít khi phạm sai lầm như các hậu vệ trước đây của Liverpool. Ronald Koeman, giờ là huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan, trao luôn băng thủ quân cho anh. Trên sân cỏ, Van Dijk lúc nào cũng bận rộn, hò hét với những người bên cạnh và trước mặt. Có Virgil sau lưng, trời rất đỡ, bởi lẽ chàng trung vệ này vừa thi đấu vừa huấn luyện. Đó cũng là những lời nhận xét chân thật mà một tuyển thủ Hà Lan khi nói về Van Dijk. Van Dijk thừa nhận anh nói hơi nhiều, nhưng mỗi trận đấu là một lần anh kiểm tra bản thân và cách anh phối hợp vị trí với các đồng đội. Van Dijk chính là gương mặt triển vọng nhất đang trên đường đi tới ngôi đền dành cho những quý ông phòng ngự. Truyền nhân của Chelsea tạm này sở hữu bộ kỹ năng gần như là hoàn hảo cho một trung vệ. Đó là thể hình hộ pháp với chiều cao là 1m93 kèm theo sải chân dài như một chú linh dương, là kỹ thuật điêu luyện và là những đường truyền có độ chính xác đến từ centimet, tương tự tiền bối Alonso. Luôn là Van Dijk, nắm bắt tốt cơ hội, cắt bóng tốt, mỗi lần xem trung vệ này xuất chiêu thì khỏi phải đoán, gần 90% cầu thủ đang giữ bóng đều bị mất bóng. Là một trung vệ nhưng có tư duy và đôi chân của một tiền vệ sáng tạo, Van Dijk có thể đánh đầu, chuyền dài, chuyền ngắn, thậm chí là cả sút phạt. Anh đọc tường tận trận đấu như một cuốn sách giáo khoa và thể hiện đẳng cấp vượt trội. Triệu like cho pha soạt bóng đầy thông minh và kịp thời của Van Dijk. Ronaldo đang cố gắng rê bóng lên vùng cấm nhà Liverpool thì Van Dijk kịp tới soạt bóng bật ra bên ngoài, quá xuất sắc.
journey we will find. Our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine. And I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's starfire. It's starfire. Thích nhất màn trình diễn nào của Vandai, hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe, bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.